Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Lao động của Hoa Kỳ. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần và ngày lễ lao động thật nhiều niềm vui, mặc dầu là các cơ quan CDC họ nói rằng những người unvaccinated, không chích ngừa đó, thì thôi chịu khó ở nhà, đừng đi đông, đến nơi đông người. Chắc chắn là các bãi biển ở những nơi đều sẽ rất đông người trong ngày hôm nay. Đến độ ngày hôm qua tôi xem một cái tường trình ở Hawaii vui lắm. Họ xuống đường họ biểu tình thôi. Và họ kêu gọi ông thống đốc bằng cách đưa ra những cái lệnh làm thế nào để ngăn cản không cho du khách kéo đến. Mặc dù tình trạng lây nhiễm mà du khách vẫn kéo đến mà nó khủng khiếp luôn. Đến độ họ bây giờ, quý vị thấy đó, là tưởng là sau đại dịch đó, thì cái ngành du lịch chắc chắn là bị thê thảm rồi. Thì hôm nay đó, những người làm nhà hàng, những người làm trong ngành du lịch thì đếm tiền vui vẻ lắm. Nhưng mà cư dân thì họ chịu không nổi. Họ nói cái đời sống đang phẳng lặng, êm ả trong vòng gần 2 năm qua, tự nhiên bây giờ đi ra đường, kẹt xe, đủ mọi thứ nó trở lại. Người ta biểu tình để chống không cho du khách đến. Thế nhưng du khách vẫn kéo đến đông như thường, nhất là vào cuối tuần này. Thời tiết như thế nào để đi vui chơi cuối tuần này thôi? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, nếu quý vị chích ngừa rồi đó thì cuối tuần này lý tưởng để mà đi ra ngoài hoặc là đi ra biển, bởi vì bắt đầu hôm nay đó là quý vị sẽ thấy nóng hơn hẳn so với 2-3 ngày trước. Hôm nay ở Westminster với Garden Road thôi đó là nhiệt độ lên khoảng 83-84 độ, và ngày mai đó thứ bảy sẽ là cái ngày mà nóng nhất ở trong tuần. Ngày mai ở quận Cam có thể lên đến 89, gần 90 độ lận, thưa quý vị. Cho nên và những ngày này đó thì không có gió nhiều nữa, cho nên là sẽ cảm thấy hơi nóng bức, đặc biệt ngày mai với lại chủ nhật, khu vực mà Inland Empire với lại hoặc là Riverside đó là có thể lên đến 97-98 độ, rất là nóng bức. Thì cái nhiệt độ như thế này đó nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà các giới chức họ đang dập tắt đám cháy ở tại khu vực Lake Tahoe đó. Là trong vài ngày qua cái tình hình nó dễ chịu cho lính cứu hỏa, thì họ dập tắt được khoảng 42%, nhưng mà chỉ mới được có 3-4 ngày thôi thì bây giờ cái không khí nóng nó lại quay trở lại, và lính cứu hỏa thì họ sợ nhất là cái không khí nóng, nhưng mà nếu mà có gió nữa thì cái việc mà dập tắt cái trận cháy đó sẽ thêm khó khăn. Tối hôm qua chúng tôi xem tường trình thì thấy rằng tình hình rất khả quan hơn. Họ đã bắt đầu dùng những cái loại xe tải lớn cắt cây, thưa quý vị, cắt hết tất cả dọc theo các, và điểm đáng chú ý đó cũng may mắn là dọc theo cái khu vực mà gần phía bắc của Lake Tahoe thì có những con đường, và bây giờ họ ngăn ra để cho đám cháy nó chỉ kéo đến gần bờ hồ phía nam thôi. Còn dọc bên phía tây, phía đông và phía bắc của Lake Tahoe đó hiện nay vẫn được bảo vệ an toàn, và họ hy vọng có thể giữ được cái đám cháy nó nằm ở phía miền nam, và qua đó hy vọng trong tuần tới thì những cư dân đã rời khỏi nơi đây sẽ trở về. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì nhìn thấy cháy cũng thê thảm lắm. Giới đầu tư không vui vào sáng ngày hôm nay sau báo cáo của Bộ Lao động đưa ra cho thấy do tình trạng tính từ hồi trong vòng mấy tháng vừa qua đó, với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh trở lại, số người chích ngừa thì không có được nhiều hơn con số 60%. Tính đến giờ phút này chưa tới 60% chích ngừa hoàn toàn đầy đủ. Chính vì thế mà tình trạng lây nhiễm, và trong vòng 3 tuần lễ vừa qua họ nói số người chết vì Covid-19, đặc biệt là những người chưa chích ngừa đó, số người tử vong cao hơn. Và qua đó những người không chích ngừa thì họ lo ngại nếu mà đi làm trở lại thì sẽ bị lây nhiễm. Chính vì thế Delta variant đã coi như ngăn chặn họ đi tìm kiếm việc làm. Chính vì cái việc tìm kiếm việc làm này, mặc dù việc làm thừa mứa, có cả triệu việc làm hiện nay đang sẵn sàng để thuê mướn, thế nhưng không có nhiều người đi làm, và đó là con số bi quan, tiêu cực ngày hôm nay đối với giới đầu tư. Non-farm payroll, họ theo dõi các khu vực kỹ nghệ, nông nghiệp và công nghiệp. Ngành công nghiệp
thì rất là thấp, 235.000, mà lẽ ra người ta trông chờ lên tới 720.000. Con số ở trong tháng 6 rất là tốt đẹp, tháng 5, tháng 6 rất tốt, nhưng mà sang đến tháng 7 rồi tháng 8 đó, không có được mạnh cho lắm. Tháng 8, nhất là tháng 8 này thưa quý vị, dự trù đó tiên đoán là có thêm 720.000 công ăn việc làm trong ngành công nghiệp. Nhưng mà thực tế Bộ Lao động cho biết chỉ có 235.000 thôi, rất thấp. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm nhưng mà giảm rất ít, xuống còn có 5,2% mà thôi. Ngoài ra những công ăn việc làm liên quan đến ngành giải trí du lịch đó thì cũng bị flat luôn. Do tình trạng là lây nhiễm cao cho nên nhiều nhà hàng, các khu vui chơi giải trí họ vẫn tiếp tục giới hạn. Quý vị còn nhớ những cái lệnh mà phong tỏa đưa ra kêu gọi đó, phải có những người chích ngừa mới cho vào những cái nhà hàng hoặc là quán rượu hoặc đặc biệt là vũ trường. Chính vì thế mà nhiều nhà hàng vũ trường họ cũng không có thuê mướn nhiều, bởi vì khách vào không nhiều vì cái tình trạng kiểm soát đó. Ngược lại thì lương tăng lên chút đỉnh 4,3% year over year so với năm ngoái và 2019. Qua những cái con số này, thị trường Dow Jones xuống 46 điểm, Nasdaq lên 12 điểm, S&P 500 xuống gần 5 điểm. Các cổ phiếu của ngành du lịch giải trí đều bị giảm trong ngày hôm nay. Châu Âu giảm chút đỉnh, Nikkei Nhật Bản lên 584, tiếp tục rất là mạnh. Thị trường Nhật Bản lên cao ngày hôm nay một phần là ông Thủ tướng Suga không muốn tái tranh cử. Ông nói rằng ông sẽ không có vận động tranh cử để giữ cái ghế Thủ tướng này. Hiện nay thì ông tập trung để mà kiềm chế đại dịch. Và vì thế Nhật Bản sẽ diễn ra một cuộc bầu cử mới vào sang năm. Hồng Kông xuống 188, Thượng Hải xuống 15 điểm thưa quý vị. Công trái phiếu 10 năm hôm nay nhích lên chút đỉnh so với hai hôm trước, 1.32%. Giá dầu xuống 30 sen, hôm qua lên trên 70, hôm nay còn 69 đồng 69 sen. Vàng lên được 21 đồng 60 sen, 1.833 đồng 10 sen. Vâng, thưa quý vị, công ty điện Southern California Edison cho biết là bắt đầu từ đầu tháng này cho đến tháng tới đó là họ sẽ có cái kế hoạch cắt 11.000 cái cây palm tree ở vòng khu vực miền Nam California này, kéo dài từ Simi Valley, Lake Elsinore, Malibu cho đến Santa Ana luôn thưa quý vị. Thì cái vấn đề ở đây đó là có nhiều cây là nó mọc ở ngay trên ngay trước nhà của nhiều người đó. Thì Edison cho biết là đầu tiên họ sẽ gửi thư đến các chủ nhà này họ báo, bởi vì những cái cây palm tree này đó nó dễ có cái nguy cơ gây ra những cái vụ cháy. Thì bởi vì những cái tán lá khi mà nhiều khi gió mạnh, những cái ngày gió nhiều đó, nó thổi rồi những cái cây này nó sẽ sập xuống đường dây điện và từ đó nó gây ra cháy. Mà những cái lá của cái cây palm tree nó dày nữa thưa quý vị, cho nên một khi mà nó cháy đó, không phải là nó nằm yên một chỗ mà nó cháy hết, mà nhiều khi gió cái thổi nó kéo dài đi thì từ đó nó bắt qua những cái nhiều khi những cái bụi rậm khô đó nó gây ra, bắt đầu từ những cái cây palm tree này, những cái đám cháy rừng rất là lớn. Và cái vấn đề ở đây đó là ở miền Nam California thường các công ty mà chăm sóc cây cảnh đó là mỗi một năm họ trim những cái cây palm tree này 4 lần được, nhưng mà cứ càng trim thì cái cây nó mới dễ lớn được thưa quý vị. Cho nên là nó càng lớn thì cái nguy cơ mà nó gây ra cháy càng nhiều. Cho nên bây giờ đó Edison họ đã phối hợp với lại chính quyền tiểu bang, và chính quyền tiểu bang cũng đồng ý là sẽ từ từ coi như là cắt hết những cái cây này đi. Thì bây giờ đó Edison họ nói là họ sẽ gửi thư trước cho các chủ nhà. Thì nếu như mà những có người chủ nhà nào họ có những cái cây mà đẹp hay là nó còn nhỏ đó, thì trong trước cái thời gian mà Edison đến cắt đó thì quý vị có thể rao bán những cái cây này đi. Nhưng mà một khi mà họ đã gửi giấy là ngày giờ nào họ đến đó, là họ sẽ đến họ bứng và cắt hết. Cắt thì họ sẽ cắt ra thành những cái khúc cây nhỏ nhỏ và coi như là đem đi quăng luôn, chứ không có còn sử dụng lại được nữa. Cho nên là họ thông báo trước từ bây giờ, bắt đầu cuối tháng này họ sẽ từ từ họ gửi giấy đến hết cho tất cả gia đình nào ở khu vực miền Nam California.
Mặc dù chỉ mới chưa hết năm 2021, thế nhưng tin tức sáng hôm nay chúng tôi đọc được, chưa biết được thực hư như thế nào, nhưng mà cũng tường trình gửi đến quý vị có khả năng sẽ thành hiện thực. Cựu Tổng thống Donald Trump có thể tuyên bố tái tranh cử cho năm 2024. Một phóng viên cho biết là cô ấy đã nghe được cái bản tin này, và một điểm đáng chú ý, trong vòng ít ngày tới đây thôi, họ nói như thế này, cựu Tổng thống Trump sẽ tuyên bố việc ông tái tranh cử bất cứ lúc nào có thể được trong một thời gian ngắn sắp tới. Vì thế chúng ta sẽ chờ đợi xem coi Tổng thống Trump sẽ tuyên bố như thế nào. Và mọi người đều thấy cái điều này khả năng thành hiện thực. Lý do trong thời gian qua ông đi tới rất nhiều các tiểu bang và vận động tranh cử ở các nơi. Ông vận động cho những ứng viên trong thời gian sắp tới sẽ xuất hiện, nhất là ứng viên Đảng Cộng Hòa. Và ông vẫn muốn tiếp tục và đi tới đâu thì ông vẫn nhận được cái sự ủng hộ của những cử tri từng ủng hộ cho ông. Chính vì thế người ta nghĩ rằng cái chuyện mà Tổng thống Trump sẽ ra tái tranh cử nhiệm kỳ, mặc dù chỉ có được thêm một nhiệm kỳ nữa thôi, nhưng mà điều đó sẽ diễn ra. Chưa biết được cái phản ứng của phía Đảng Cộng Hòa như thế nào, mặc dù trong quá khứ đó Đảng Cộng Hòa chưa hề có cái chuyện này xảy ra. Thưa quý vị, một người Tổng thống đã thất cử trong nhiệm kỳ đầu mà ra tái tranh cử nhiệm kỳ nữa. Họ muốn tìm ra một gương mặt mới đại diện cho Đảng Cộng Hòa để có thể giữ được hai nhiệm kỳ 8 năm liên tục cho Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi tiếp tục mời quý vị theo dõi các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo.